Đi bộ, hôm nay đi bộ với má được coi tăng xong má nhiêu. 127. Ồ, tối hôm qua có 108 à. Ok, good. Rồi, dắt má đi bộ nha bà. Hương luộc gà, trưa nay đi lễ về ăn miếng gà. Rồi, trưa nay là không có ăn ngoài đường đúng không? Về nhà ăn phải không? Gỏi hả má? Ủa miếng gà nấu giống như phở gà hả má? Ồ giống như trang bữa luôn. Vớt bọt ra. Xong rồi bỏ cái túi đó vô đúng không? Ngâm 20 phút, bỏ túi vô 20 phút rồi nêm nêm nếm ăn. Đi má. Hôm nay chủ nhật thứ Vớt hai. gà đấy chứ. Vớt rồi. Gấp mấy cái lòng đây luôn. Vớt hết rồi. Chủ nhật thứ hai mới đi bộ được với má nè. Mấy ngày Đi kia má hôm đi sau tập đi thể làm dục. sao về khuya mà giờ không ngủ đi. Đâu có gì khuya đâu. Cũng khuya. Con về là má ngủ mất tiêu rồi. Má có Về biết. mà đâu không biết đâu. Má không biết đúng không? Con nằm nhẹ lắm. Má đâu biết, má nằm má nghe cha giảng cái má ngủ khò khò Vậy khò về không biết luôn. khò. Con đâu cho má biết đâu, má biết. Tối hôm qua má ho đúng không? Sao tự nhiên ho vậy? Ai biết, Tự nhiên tối hôm qua ho à? chắc ăn bắp rang Trời! Ăn bắp rang hả? thèm quá ăn đài Bắp rang ở đâu? rang con Hương nó đem về Trời ơi! Ai chưa? ai cho nó Trời ơi! Ngày hôm qua con má ăn một cục là con đã kêu má đừng ăn rồi, má nhớ không? Má nhớ không? Trời ơi, rồi xong về ăn tiếp hả? ăn hết rồi Trời. ăn hết luôn còn ít rồi dục Trời ơi, con không dám ăn, con ăn có một cục con không dám ăn. Con bỏ, trời ơi, mà lấy má ăn. ngon quá mà Trời ơi, chết rồi. Má ăn hồi nào sao con không lâu lắm thấy. mới có bắp rang về Trời ơi, bắp rang đầy ở ngoài á. Mỗi lần đi cô Phinh á là có ăn bắp rang ăn à. Hèn chi nó. Ủa sao tự nhiên má ho vậy? Ho nhiều không má? Nhưng mà có ho đúng không? Hình như ho hai lần con nhớ mà. đúng rồi Một lần má ho, xong lát nữa hồi cái má ho một lần nữa gần sáng. Nhưng mà con buồn ngủ quá, ngủ. Không, con thấy má ho mấy cái, xong con nằm con coi coi làm sao, coi má còn ho không, hồi lát má hết đúng không? mười hai giờ dậy em vì lúc nó dậy không biết mấy giờ Con nhớ lúc má dậy là 12 có giờ. lần dậy 3 rưỡi cái gió ngủ lại tới 6 giờ luôn Chú Hiệp kìa. Chú Hiệp. Tối hôm qua con nghe má mở cha giảng á, cái con vô nằm con nghe, má để má ngủ á, cái con nằm con cũng nghe luôn. Cha giảng vui quá ha. Cha giảng vui quá trời luôn. Cha giảng đời thường. Cha giảng kiểu đời thường. Cha giảng giáo dân cười quá trời luôn. Vui. Cha kể cái chuyện ông Cà Lâm á, vui quá trời luôn. Cha nói nếu mà các anh nào mà bị bệnh cà lâm á, thì bỏ qua cho cha. Cha kể chuyện ông cà lâm vui quá trời luôn. Giờ đi ngang qua cái căn nhà mới, coi tới tới đâu rồi.
Trụ nhanh chưa má? Trụ làm nhanh chưa? Mới tuần trước mình đi ấy nè. Giờ tuần này xong hết rồi nè. Ồ, đổ cát. Đổ đá nè. Đổ cho nó khỏi bọc cỏ má hả? Ôi, trồng cây luôn kìa má. Trồng hoa luôn nè. Hả? Trời, làm hết luôn nè, trồng cây, trồng đồ luôn nè. Đẹp chưa? Con Cát mắc cười lắm, con Cát nó nói: "Mẹ, đem cái nhà mới này về cho con ở." À. Đó, tuần trước là mình chủ nhật á con mới đi bộ được với má đó. Chủ nhật với thứ hai. Đó là người ta chưa xong ha. Bây giờ xong hết trơn rồi. Nói chung là ui sô cu rồi hết hồn chú. Chạy không đúng xong. Chú, chú chạy quá trời mấy vòng luôn hả? Bốn vòng chiều, bốn vòng sáng, bốn vòng. Cái cách nó trị đủ thứ bệnh ha. Ít lợi ghê lắm má, đi mất tiêu kìa má. Đi theo đỡ bạn đi. Không nói chuyện chú bỏ đi mất tiêu à. Chú đạp xe đạp xuyên ghê má ha. Đạp mấy vòng luôn á. Không thấy chú đạp mấy vòng luôn. Sáng ông đi bộ rồi à. Đi 1 tiếng rồi. Vậy hả? Ông về ông đi lấy xe đạp, ông đi mấy vòng nữa. Trời ơi, sao mà xuyên quá ha. Sao mà thể dục nhiều quá vậy má. Chắc chú cũng rảnh ông làm cái gì kìa. Ông kia kìa, vợ ông chết trước 1 tháng. Tại người ta comment ở trong điện thoại con Thao á. Mà ông buồn lắm. Ông buồn, ông cứ khóc hoài. Ông đòi chết. Đòi chết theo bà. Ở nhà cái ai cũng lo cho ông. Sợ ông từ từ ông chết á. Vậy à. Tối ngày cứ giữ ông. Đàn ông á. Cái hỏi. Hỏi nói nhà mình sao, bài cho ông á. Bài nội nhà mình khác, tại vì đàn ông đi trước má biết không. Thường thường người ta đó, đàn ông á, cái vụ mà đi trước đi sau đó là yếu hơn đàn bà. Đàn bà người ta mạnh mẽ hơn. Đàn bà thường thường đi trước á là đàn ông hay đi theo lắm, nhưng mà đàn ông mà đi trước là đàn bà ít khi nào đi theo lắm. Chào mẹ. Chào mẹ. Mẹ đẹp quá ha. Cái cây này da nó mạnh ghê. Cao ghê. Tự nhiên đẹp nguyên tự nguyên một lùm ngay trước mặt mẹ luôn. Tự nhiên nó mọc luôn á. Dưới đường kệ nên nó rút lên. Cái bông hồng trắng, cái bông hồng hồng. Má biết sao, người đàn thường thường ta nói đó, người đàn ông á, người ta người ta ở với người đàn bà mấy chục năm á. Cái lúc mà người đàn bà đi á là đàn ông chịu không nổi, là muốn đi theo thôi. Còn thường thường mà người đàn ông mà đi trước á là người đàn bà ít khi mà đi theo lắm. Nói chung là phần đông vậy luôn á má. Người đàn bà, tại vì người đàn bà nó, người ta có một cái sức chịu đựng á, dẻo dai hơn là người đàn ông về tình cảm á má. Chịu đựng mấy chục năm rồi bây giờ con chịu đựng gì nữa. ý là chịu đựng giống như là không biết nữa. Chịu đựng khổ cực á. Con không có biết giải thích.
nhưng mà là mọi người người ta nói vậy á. Chị Khanh chị nói hay lắm á. Ừ, chị Khanh chị nói cái vụ này hay, tại bữa chị Khanh chị có nói con vụ này rồi. Chứ dụ như bà với má của cái mấy người bạn cũng vậy á, nói vậy đó. Nói là thường thường mà ba của người bạn đó mất á thì còn má không sao. Mà ví dụ như là má của người bạn đó mất á là còn ba là sợ lắm. Ừ. Nhất là những cái cặp vợ chồng mà sống lâu năm á, mấy chục năm luôn á. Sống tới một vợ một chồng mà sống tới 7, 8, 90 tuổi giống như ba má vậy đó. Giống như là ví dụ như là má mà đi trước là ba là không chịu nổi rồi đó, ba sẽ đi theo. Cũng may là ba nói là tôi muốn đi trước má đó má nhớ không. Mấy lần ba nói đó, ba nói ba muốn chết trước á. Nhưng ba sướng quá ha. Ba muốn gì được nấy hả má nhớ không. Ba muốn qua Mỹ là ba qua, ba muốn chết bên Mỹ là ba muốn chết, là ba được chết bên Mỹ ha. Ông mới khôn chứ, chết trước có người lo thì ông chết sao ai lo ông. Ngày hôm nay là ngày Father Day nè má. Con với má nói chuyện về bà đúng luôn, đúng ngày luôn. Hồi đó vui ha, giờ mình nhắc lại là lúc mà ba mà nói tôi muốn chết ở bên Mỹ là mình thấy rất hy hữu lắm. Mình nói trời làm sao ba chết Mỹ được, tại ba đang ở Việt Nam mà. Một hai là ba ở Việt Nam mà, ba đâu có muốn đi ở bên Mỹ đâu. Ăn nỉ quá trời quá đất, đâu bao giờ muốn đi qua Mỹ đâu. Thế mà ha. Sao mà đòi tự nhiên đòi chết ở bên Mỹ được, hy hữu thiệt luôn. Mà không ngờ là tự nhiên là một hai cái tự nhiên ba thay đổi mà đòi qua Mỹ bằng được luôn, mà thấy rất ngạc nhiên đó, rất là ngạc nhiên luôn. Hồi xưa là tao ở Việt Nam tại vì khí hậu ở Việt Nam nó tốt này kia ha. Một hai là ở Việt Nam, không có qua Mỹ ở. Rồi ba còn kêu là chừng nào mà tao chết đó là phải đem xác tao qua bên Mỹ ha. Giống như ông Chí Tài vậy đó, ba nói vậy. Ngày mai hả? Đem thôi, ông chết bên Nam mới phiền phức cái hỉ. Trời ơi, chết bên Việt Nam rồi ai về được kịp. Không, đâu phải ai cũng về được đâu má. Rồi chết bên này trời quá trời đầy đủ 9 đứa luôn. Làm thủ tục cũng khó đó. Bao nhau nhiều lâu á. Lâu lắm người ta mới cho nhập á. Đâu mà về đâu. Hồi Covid nữa người ta không có cho mình tới nữa. Đúng rồi, mà bị Covid mà mất là người ta thiêu luôn á má. Ta hỏa táng luôn, người ta không có cho đem đi đâu. Đúng rồi. Nghĩ lại thấy rõ ràng là phép lạ mà ha. Chứ đâu có thể nào mà tưởng tượng được. Nói chung là số ông sướng hay chứ. Lúc ba. Nó Covid nó cũng đỡ rồi chứ. Còn Covid thì không, đừng có hồng mà tập trung mà lo ảnh. Dạ. Như là trước khi Covid là ba đã đòi đi qua bên này. Đòi nặng nặc ha. Đúng rồi. Ba cứ đòi là qua. Ta đi. Lại mua vé xong. Cái tự nhiên ba dương tính một cái. Trời ơi mà ba đâu biết là ba cứ đi tới ngày rồi lên máy bay. Mà đâu có được. Covid ai cho lên máy bay. Ôi xong rồi hả. Kêu ba xong hơi để hết Covid mới được đi Mỹ. Rồi ba xong một ngày 3 lần để ba được đi Mỹ á. Được hết Covid ba được đi Mỹ mà ba xong. Xong rồi uống thuốc. Uống thuốc. Ơi giỏi chứ. Ơi tâm châm chứ chị chứ chị à. Châm nó không có lên. Nè cái chị động này chị về chị tưới tự động nó lên hả? Có nghĩa dữ rồi đó. Để em lấy bọc nha.
Trời ơi, rau răm hả? Nó căng đồ qua cái chậu lớn không? Không, chị để chị tứ mà nó tối rồi mai bắt đầu nó bỏ qua chậu lớn. Ừ. Bây giờ em đang dậy mà, có để dữ rồi đó. Ừ. Làm cho chị chậu, chị Hương chậu nè. Ừ, cảm ơn em đó. Để vậy rồi tưới nha. Ừ. Cảm ơn cô. Ừ. Mày cảm thơ phải không? Dạ, cảm ơn cô. Chào anh. Má, cô nói đừng sang chậu nha má. Ừ. Cô nói để nguyên vậy á. Lên tốt rồi hãy sang má. Xong rồi kể tiếp ha má. Tự nhiên cái bà cố gắng bà xông hơi bà uống thuốc á, để ba được được đi qua Mỹ. Hồi xong bà qua đi bà khỏe mạnh 7 tháng má. Công nhận ha, Chúa cho ba đó. Đúng rồi. Chúa nói giờ đâu thể nào mà cho ba chết bên Việt Nam được. Cho nên là phải cho ba gì? Cho ba sống rồi. Rồi ba qua Mỹ được 7 tháng chứ bộ. 7 tháng cũng ngắn ngủi mà ha. Nhưng mà cái thời gian đó là ba vui nhất. Ba khỏe, ba mập nhất luôn á má. Mập nhất trong hồi đó đến giờ luôn á. Hồi đó ba đâu bao giờ mập mập như vậy đâu. Cái hình ba chụp cái để đám tang á là lúc đó ba mập nhất luôn. Mà mình đâu có ngờ mà ha. Không ngờ bây giờ mình quay trở lại thời gian mình thấy là chỉ vỏn vẹn có 7 tháng à, không tới 1 năm nữa đó. Mà cũng coi như là ba vô bệnh viện ba một lần cái ba về khỏe mình mừng quá trời mà ha. Đúng rồi. Quá trời mừng luôn lúc đó. Tưởng là lúc đó ba cũng đi rồi đó lúc đó. Xong. Cấp cứu đó mà tôi tính 1800 á. Dạ. Cái gọi cái giấy báo tử cho anh ta. Gọi giấy báo tử để khỏi đôi. Rồi xong rồi cái lần thứ hai mình cứ hy vọng là nó cũng giống như lần thứ nhất mà ha. Cuối cùng nãy con ra con kiếm má, con thấy má đâu, con kêu má ơi, má, không ai hết trơn á, vô trong phòng cũng nói, má ơi, cái con thấy cửa sau mở, con ra đứng dòm, con kêu má ơi, nó chết mồ má đi nữa. Cái quần đang trước hay bò đo rác á. Trời, hèn chi, tí kiếm xong thôi con vô phòng nằm luôn. Cái giờ má. Nó này rồi đói. Trời ơi, đã quá. Phò cầu, mới cho phò cầu. Ăn dê nè. Trời ơi, mới cho con ăn hết vậy. Ăn cho đệ chứ. Để dặn cái đầu gà trưa đem ra cho ba. Đầu gà trên bếp á, trên nồi nè. Thơm quá trời, con nằm trong phòng nghe thơm. Tự nhiên cái má kêu con hết hồn. Tại buồn quá không biết nói chuyện với ai. Má kêu đi ra đây nói chuyện cho vui. Nó uống đang nằm trong phòng. Nó tưởng má đi đâu á. Nó tính nằm trong phòng. Má dụ chứ. Chờ chị Hương về cứ con mới đi về. Về sửa soạn rồi kêu rằng đi lễ. Phi á má. Nó coi cái clip Father Day của con á. Nó khèn. Nói là clip làm hay quá. Rồi anh Thi á, thì nói là trời ơi coi cái clip nó khóc quá trời. Vậy á? Ừ. Cho má coi với. Thôi má coi má không má khóc lắm. Không được đâu. Không đâu. Trời ơi sao không được. Con này chứ con mỗi lần con coi là con khóc rồi. Thử đi. Thôi thử gì má khóc á. Thiệt. Con khóc là coi như hay quá mới khóc chứ gì mới khóc. Hải thì nhớ ba. Mình coi mình nhớ ba, mình khóc.
Chứ cái bài hát là má nghe rồi đúng không? Cái bài hát má nghe xong má nói dài quá ha. Trời ơi, mỗi lần con coi là con khóc à. Cho nên giờ con không dám coi nữa mời. Bây giờ con đừng coi, làm cho má coi thôi. Thiệt đi. Má coi nó khóc quá. Chắc luôn á, nó khóc mệt lắm. Khóc bất công giống như là mình khóc cái tim của mình nó mệt lắm. Ví dụ như tim mình bình thường đây nè, còn ấy nữa. Còn tim má không nó, nó bị bệnh tim mà má đâu có được khóc nhiều. Không tốt. Làm lúc mà mình khóc á là nó không có tốt cho tim. Cho nên nói mình hạn chế mình khóc là vậy á, nhưng mà nhiều lúc khóc mình đâu muốn đâu, phải không? Tự nhiên nó khóc là nó khóc thôi. Mình có kiềm chế thì mình kiềm chế khi mà mình cười mình làm bộ mình cười lên thì mình hết khóc, nhưng mà cái lúc mà mình buồn á mình khóc là cái tim mình nó không tốt. Cho nên là má không có được khóc. Má chỉ cười thôi, nhưng mà cũng cười vừa thôi. Má nhớ cái bữa má cười không? Má cười má thở không được luôn á. Nghe thì có cười ngắt á, nó kêu bằng cười ngất á là nghe á, nhiều lúc ngất luôn á. Có cái ông kia cũng cười cũng chết luôn á. Ông cười quá chứ. Cười quá, nó ngất á. Nó ngất luôn á. Nên là bớt lại. Nhiều khi không đến không được luôn á. Sợ lắm. Hôm bữa tối hôm qua hôm kia gì hôm kia kêu đọc kinh vừa mới kêu nằm đọc kinh, má nói không, má không có nằm, má nằm má cong má cười má ngồi, nó ok vậy má lên ghế má ngồi đàng hoàng đi rồi má đọc, ngồi lên ghế một cái cười khắc. Chưa có đọc, mới đọc có một chút mà cười gật. Hỏi sao má cười, má nói má nhìn mặt con má cười, má cười. Trời ơi, cái mặt con làm gì mà má cười vậy? Má nhìn cái mặt con má cười. Má cười từ đầu đến cuối luôn á, con đọc không à, má đâu có đọc đâu, má nhớ không? Từ đầu mùa tới cuối mùa con vừa đọc lên nửa kinh lại cha là má đã cười rồi, xong rồi má cười luôn cho tới con đọc xong hết kinh luôn. 10 kinh gì mười mấy kinh luôn là má cười luôn rồi xong hết đọc luôn. Chiều ra ba nha, đi lễ về ăn uống xong rồi má ngủ ha. Ngủ xong mà chiều ra để mấy cái đầu gà cho ổng, 2 cái luôn. Đúng rồi, đem 2 cái đầu gà ra cho ba. Má thích ăn đầu gà lắm. Cho mấy miếng da. Đúng rồi, để dành cho ba mấy miếng da nữa. Đầu gà với da gà. Ngày phao đề mới cho ăn đó nha. Chứ ngày bình thường là không có cho ăn. Tham nó tới nó đứng mở cửa, nó đứng mấy giờ. Ai? Tham á. À, đứng mở cửa dòm phòng ba hả? Nhớ ba cái gì? Trời ơi, qua anh đây ngày nào cũng không nhớ ba. Không nhớ mới lạ. Sáng nào con ngủ dậy con ra khỏi phòng con cũng nhớ good morning ba. Là thấy ba đang ngồi đây là good morning ba. Đó, cho nên là sáng nào con dậy con ra khỏi phòng con cũng good morning ba trên bàn thờ hết á. Má thấy không, những người ta lớn tuổi như ba 90 mấy tuổi mà mất á, mình còn nhớ như vậy, huống chi những cái người mà đang sống khỏe mạnh lắm á. Trẻ mà coi như là chưa mất một cách vô lý mà không thể nào ngờ được á, là người ta còn nhớ cỡ nào, má thấy không? Bởi vì cái lúc mà mình trải qua rồi á, mình mới cảm nhận được cái sự mà nhớ như người thân của mình qua đời như thế nào. Chứ đó giờ mình đâu có đâu, mình đâu có biết đâu má ha. Giống như là má thì có bà ngoại nè, bà ngoại mất hồi xưa, con bà ngoại mất là lâu lâu rồi má ha. Bà nội cũng lúc đó nhỏ xíu à, đâu có biết gì đâu. Đâu có nhớ gì. Bây giờ lớn rồi mình mới cảm nhận được.
Hồi xưa bà ngoại mà mất chắc má nhớ dữ lắm ha. Má có khóc mỗi ngày không má? Có chứ. Má nhớ tới bao lâu má mới nguôi? Tại vì bà ngoại nè, má bị gầy chứng mà năm đó 10 năm luôn á. Đúng rồi, má chăm á. Tội nghiệp quá. Ừ. Chết mà đâu có lạng được gì đâu. Ừ. Biết hết á. Bữa sáng tắm cho ngoài nói bay tắm sao người ta đau quá. Sáng cho ăn trứng cháo xong rồi tắm rửa xong. Mà mất. Dạ má, mất hả má? À, lúc nó 9-10 giờ cái mời cha tới sức dầu với lo cho bà, cho mọi. Nhưng mà không có bệnh gì hả má? Bệnh thì bệnh lâu rồi. Mà không có đau nhiều. Rồi xong cái lúc mà ngoại mất là ngoại có đau gì nhiều không? Không. Bình thường vậy, nằm vậy bớ. Nằm vậy bớ 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 bớ, mất luôn. À từ từ từ, giống như nằm ngủ. Ôi vậy hả, hay quá. Không có kêu bác sĩ, không có kêu đi bệnh viện gì luôn á hả? Không. Mời cha tới nè. Mà sao má biết được lúc đó bà ngoại sắp đi mà má mời cha? Thấy ngoài mệt quá rồi. Sức dầu cho ngoại. Cha nói là bây giờ tới chiều đi à. Trời. Mà thiệt chiều đi á. Hay hả? Mà sáng đó là má ra tắm này kia cho ngoại rồi hả? Là ngoại vẫn nói luôn hả? Ngoại vẫn nói là mày tắm sao mà tao đau ấy hả? Ừ. Cái chân nó phù ra. Xong là nó chiều là nó chạy nước ra. Nước chạy ra rồi cái chân cái đi á. Ồ đúng rồi. Buổi sáng mà ba đi đó, cái ngày mà ba đi á, ngày sáng đó ba cũng bị chạy nước đó. Đúng rồi. Chạy nước trong cái tay ra đó, nó phù ra xong cái nước nó ra. Mà mình không có biết. Con không biết sáng đó con đi về mà. Sáng đó là con thay ca cho Linh với Thi vô đó má. Là xong con về con nói là tay của ba chảy nước. Bây giờ không biết tại sao. Nghĩ là giống như mình nghĩ là nước biển người ta giống như người ta vô nhiều quá đó. Xong rồi ba bị phù lên. Thì bây giờ nó xì ra. Mình đâu có biết là nếu mình có kinh nghiệm là mình biết rồi. Mình không có biết. Mình thường trước khi chết là bị ra nước. Vậy mà mình không có biết. Nếu mà mình biết á, mình biết là mình chuẩn bị ha, mình chuẩn bị tâm lý, mình chuẩn bị tinh thần, hoặc là mình chuẩn bị mọi thứ. Nhưng mà mình không có biết, mình cứ nghĩ là chắc là mình không biết, thiệt thật sự mình không biết luôn á thiệt á. Trời ơi, phải chi mà má mình nghe má kể sớm á là mình biết rồi. Con còn nghĩ vậy nè, con còn nghĩ là trời, nếu mà nước nó ra vậy là tốt để ba khỏi bị phù. Con nghĩ vậy nữa đó. Mà bệnh viện người ta không nói mình ha. Mà bệnh viện đáng lẽ người ta phải biết chứ. Tại vì người ta chữa biết bao nhiêu người, người ta biết là lúc mà người ta nói gì chứ. Không, người ta phải nói mày cũng bị tinh thần cho ba chuẩn bị tinh thần đi, ví dụ một chắc vài ngày nữa thôi. Thấy không? Mình ta phải nói cho mình biết chứ, sao tự nhiên người ta im ru, người ta không nói gì trơn á. Nói mình buồn, mình khổ sao? Trời ơi, tao nói để cho mình chuẩn bị từ chứ. Từ hả? Trời, bà ngoại 101 tuổi, bà ngoại đi êm quá ha. Cái đó người ta cao bằng chết lành lắm á. Người ta bữa nghe người ta xin lễ, người ta xin ơn chết lành á. Ta xin ơn chết lành là nghĩa, tại ta biết chắc chắn là không có sống được, cho nên người ta chỉ xin là được ơn chết lành, không có đau đớn gì hết. Lúc ngoài đau á, tên tới ở nhà Phúc. Ở trên nhà à, con nhớ rồi, lúc đó nhà xây đúng không?
đến ở mấy tháng luôn á, cũng ngồi nhà xây á. Cái lúc dọn về rồi ba, ba ngồi ba mà tội nghiệp nằm nếm bếp rồi ba, nằm đó luôn cái chỗ đó nằm, ngồi hồi ha. Con có mắc nợ ai không? Rồi con tiền đâu mà xây nhà? Ừ, biết luôn. Hỏi vậy á. Không có lẫn. Không. Ừ. Ghê quá, 101 tuổi mà không lẫn luôn. Không có. Thường thường nha. Thường thường là người ta phải có lẫn lẫn một chút mà. Không, ngoài không lẫn. Còn mấy con ma nó về nó kêu ngoài á. Ừ. Ngoài nó không, tôi không đi. Tôi chưa có đi. Ừ. Mà ngoại kể hả? À, nói nghe nói rõ ràng mà. Ngoài năm nay cầu tháng á, ừ, có mấy cái người á về kêu đi. Nói bà đi với tôi. Nói không? Tôi không đi. Tôi không đi, tôi chưa đi. Chị ngoại mới nói mua gì trái cây rồi về cúng người ta. Ừ. Cúng cái hết hết kêu. Trời, ngoại nói vậy hả? Ngoại chỉ má luôn về cúng người ta hả? Mời người ta ăn má đó mà nó kêu. Ghê. Lúc đó má sợ không? Ừ? Mà lúc đó má sợ không? Sợ gì? Lúc đó không có ai quay video này kia ha. Ừ. Giờ mà có quay lại là được thấy bà ngoại này kia sao cười nói rồi. Giờ chỉ thấy hình thôi à. Ví dụ như giờ bà két nó đâu biết bà ngoại như thế nào đâu, phải không? Giọng của ngoại sao, cái tiếng ngoại như thế nào. Ngoại nói tiếng Huế á. Ừ. Mà giờ con cũng đâu có nhớ được ngoại nói tiếng Huế như thế nào đâu. Phải lúc đó mà có video này kia quay lại còn à. Giờ bé két nè, hoặc con bé két nó lớn lên, nó hỏi ồ bà cố nó hồi đó như thế nào thì cũng đâu có biết được. Thấy cái hình hồi xưa thôi à, nhớ hình cái mặt mà ngoại hồi xưa thôi à. Nè, mặt ngoại xưa đây nè. Đây. Ủa cái này bà nội chứ không phải bà ngoại. Má, cái này bà nội đúng không má? À bà ngoại. Đúng rồi, cái này bà ngoại. Trời ơi, lộn nè. Bà ngoại nè. Ngoại đó. Ngoại mặt hiền quá ha. Ừ. Không nhớ ngoại mặt hiền quá trời hiền luôn. Đây là anh Phúc nè. Đây chị Ly nè. Lúc này má mới có nhiêu, hai mấy tuổi rồi má? Hai mấy tuổi. Hai mấy tuổi à. Năm 1963. 63 là má nhiêu ta? Má sinh năm 39 mà năm nay là 63. Trời ơi. 39 40 20 24 tuổi. 24 tuổi hai đứa con. Trời ơi, 24 tuổi mà hai đứa con nè. Anh Phúc với chị Ly nè. Trời ơi, công nhận má hay thiệt. Hồi đó má đẻ má đâu có nằm ổ nằm gì đâu ha má. Má kể đó. Má đẻ anh Phúc ra hả má? Má đâu có nằm ổ đâu. Vậy mà sao má biết nằm ổ, má chỉ cho con nằm ổ hay vậy? Sau này má mới biết hả? Ừ. Hình như đẻ mấy đứa sau này má mới biết hay sao á. Ừ. Má đẻ 9 đứa luôn mà. Không ai lo đâu mà làm. Không ai lo, để 9 đứa dữ vậy. Đứa con đầu á. Ừ. Đứa con đầu đó mà ai lo. Ờ, con đầu là anh hai ha, không ai lo. Ngoài đâu mà lắm. Ừ. Ngoài ở ngôi nhà quê. Xong rồi hả má? Ừ. Xong rồi. Dạ, bên này lại. Chị Hương về rồi. Em đi về đây. Trời ơi, xăng bữa nay lên quá trời. Bao nhiêu? 7 đồng mấy á. 7 đồng mấy rồi. 7 đồng mấy rồi. Ông bán lộn. Ông bán lộn xăng có 59 cent à. 69 cent à. Cái ông chủ đòi mất tiêu. Tội ha. Tội ha. Rồi, sao mà lộn gì kỳ vậy xăng. Không, nhưng mà giá lên ông chưa. Không, cất ông để cái chữ lộn á. Ừ. 6 đồng chính mà ông gọi bằng cái sen. Ừ. 6 đồng 9 mà ổng làm thành 69 sen. Ừ. Đời nhiều ít đời đây mà phải đuổi. Ừ, đền sao nổi. Cuối cùng mày xin tên trả lên cho ổng.
Rồi thôi con đi về nha. Về nha má, sửa soạn đi lễ đây. Như kiểu này 18 năm rồi. Đấy hả? Ừ thôi chắc trên loss á, trên loss. Ngủ quá đà. Ngủ. Ừ đúng rồi, má ngủ đi con đi về. Nghe nghe đài ngủ đi. Trời ơi. Nghe đài mở đài lên xong ngủ mất tiêu luôn. Đó. À. Má là coi như là bây giờ là fan của Hồng Loan và Bảo Lộc. Ai mà là má làm fan là sướng lắm, tại vì YouTube má coi má để quảng cáo luôn, má không có skip. Đó, rồi má ngủ đi, má nằm xuống đi. Con đi về ha. Ừ. Đây. Xin kính gửi lời chúc một cái ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc cùng với gia đình. Happy Friday Bảo Lộc. Đó, ngồi nằm lát ngủ luôn. Ngủ nha con về ha.